Tam Tự Kinh, bài 29. Tống Tề Kế, Lương Trần Thừa, Vi Nam Triều, Đô Kim Lăng, Bắc Nguyên Ngụy, phân Đông Tây, Vũ Văn Chu, giữ Cao Tề. Nam Triều trải qua Tống Tề Lương Trần, tổng cộng là 4 triều đại, đều đặt quốc đô tại Kim Lăng. Bắc Triều bắt đầu từ triều Nguyên Ngụy đến thời Hiếu Vũ Đế, phân cắt thành Đông Ngụy và Tây Ngụy. Về sau, Vũ Văn Giác soán đoạt Tây Ngụy, kiến lập triều Bắc Chu. Cao Dương soán đoạt Đông Ngụy, kiến lập triều Bắc Tề. Hoàng đế khai quốc triều Lương ở Nam Triều là Lương Vũ Đế, cũng là một tín đồ Phật giáo thành kính. Sau đây là câu chuyện về Lương Vũ Đế. Lương Vũ Đế là vị hoàng đế khai quốc triều Lương thời kỳ Nam Bắc Triều. Đồng thời, ông cũng là một tín đồ Phật giáo thành kính. Ông tại vị 48 năm, sự trị vì hưng thịnh trong 30 năm đầu, được các nhà lịch sử học tán dương là thời kỳ hưng thịnh chưa từng có trong hơn 200 năm của hai triều Ngụy Tấn. Đương thời có vị Pháp sư tên là Khái Đầu Sư, tu hành thập phần tinh tấn, lại có thần thông. Lương Vũ Đế sinh lòng kính trọng, muốn gặp được ông, bèn phái người đi tìm. Một hôm, Lương Vũ Đế đang đánh cờ cùng thần tử. Đang lúc ông chú tâm đánh cờ, khởi bẩm bệ hạ, vị pháp sư mà bệ hạ muốn gặp đã tới rồi ạ. Giết à? Đi, đi. Thưa bệ hạ, thuật đánh cờ của người thật là cao siêu. Ấy, sao vẫn chưa mời pháp sư vào đây? Khi nãy bệ hạ hạ lệnh giết, nên thần phụng chỉ giết ông ấy rồi ạ. Ôi, nguy rồi. Ta nói là giết quân cờ, chứ không phải là giết pháp sư. Ai... Vậy trước khi chết, pháp sư đã nói những gì? Pháp sư nói ông ấy không có tội, chỉ là lúc sinh tiền, khi còn là tiểu hòa thượng, từng dùng xẻng sắt đào đất, đã vô ý giết một con dung đất. Khi đó, bệ hạ chính là con dung đất ấy. Vì thế, bây giờ mới gặp phải báo ứng này. Lương Vũ Đế nghe xong, liền rơi nước mắt, hối hận khôn nguôi. Cũng hiểu ra rằng đây là kết quả của nhân quả báo ứng. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh Radio Chánh Kiến. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán thính giả trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị và người thân.